Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở chương 1 rồi đúng không nào? Ở cả 3 bộ luôn. Cánh diều, chân trời và kết nối. Thì chúng ta học bộ cánh diều thì chúng ta có thể tham khảo ở bộ kết nối hoặc là bộ chân trời. Các em nha. Thì ở trong chương 2 này cũng vậy. Ở trong cái bộ kết nối tri thức á thì thầy đã quay xong ở cái bài thứ nhất về vector trong không gian rồi. Thì chúng ta có thể xem và tham khảo trước ở cái bộ kết nối. Thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho các em ở bộ cánh diều, đó chính là phần chương 2 tọa độ của vector trong không gian. Được nào? Nghĩa là cái khung chương trình của ba bộ sách cánh diều, chân trời và kết nối là y xì nhau, không khác một chút nào cả em. Về phần kiến thức cơ bản là giống nhau y xì, nhưng phần hoạt động người ta viết chắc chắn là khác nhau, và phần bài tập thì cũng gần như cũng khác nhau. Nên là chúng ta học ở bộ cánh diều thì cũng có thể tham khảo và lấy phần bài tập của phần kết nối và phần chân trời để chúng ta làm, tại vì thầy có quay ba bộ. Nên khi chúng ta ví dụ như chúng ta lấy cái bài thứ nhất đó, của cái anh kết nối chúng ta làm xong thì có video thầy đã sửa chi tiết ở đó, thì chúng ta mở video đó lên, chúng ta xem thử từ bộ cánh diều này chúng ta qua bộ kết nối mà chúng ta làm được thì chứng tỏ là chúng ta có hiểu bài, đúng không? Từ cái bộ cánh diều này qua bộ kết nối mà các em không làm được thì chứng tỏ các em chưa hiểu bài. Và nguyên tắc học trên YouTube là chúng ta phải tự làm trước, chúng ta mới xem video của thầy sau, chứ mà chúng ta xem trước mà làm xong thì chứng tỏ người ta sẽ không bao giờ người ta hiểu được. Ta phải nhớ là như vậy, được chưa nào? Thì ở trong cái chương này chúng ta sẽ học rất là nhiều cái phần mà liên quan tới chương trình lớp 10 nha. Đó chính là vector và các phép toán vector trong không gian, không tọa độ, hệ trục tọa độ, OXYZ, vân vân, rất là nhiều kiến thức. Mà đặc biệt ở trong phần vector thì nó liên quan tới chương trình lớp 10 rất là nhiều nha. Thì bây giờ thầy giới thiệu lại một xíu ở chương trình lớp 10 nha. Bạn nào á mà phần vector ở chương trình lớp 10 mà các em chưa vững á thì vào, thầy hy vọng em vào đó thì chúng ta xem lại một xíu các kiến thức cơ bản, thì thầy nhắc lại cho các em hiểu cho nhanh. Ví dụ ta nói vector AB, vector AB thì sẽ có điểm đầu và điểm cuối, điểm đầu là điểm A và điểm cuối là điểm B, như này người ta gọi ký hiệu đó chính là vector AB. Thì người ta sẽ vẽ là điểm đầu ở đây, dấu chấm ở đây này, và cái điểm cuối này là B ở đây, thì ký hiệu AB nó có dấu mũi tên này, người ta đọc là vector AB. Hay là ví dụ như đây là vector A chẳng hạn, thì cái này là bằng vector A. Cái đường thẳng mà ảnh đi qua cái hai cái điểm đầu và điểm cuối người ta gọi là cái giá. Ví dụ cái đường thẳng D này nó đi qua cái điểm đầu và điểm cuối này, ví dụ đường thẳng D này người ta gọi là cái thằng này đó chính là cái giá, phải không? Cái giá đó. Hay là người ta có thể ký hiệu vector B, vector X, vector Y gì đó. Còn về vector cùng phương, vector cùng hướng, giờ thầy nói chỗ cùng phương trước nha. Hai vector được gọi là cùng phương. Cùng phương khi nào? Nếu cái giá của nó, thứ nhất nó sẽ song song, và thứ hai là trùng nhau. Trùng nhau này, hoặc là song song này. Cái giá của nó phải song song hoặc trùng nhau thì chúng ta sẽ suy ra cùng phương. Cùng phương rồi thì nó có thể là cùng hướng là như này. Còn nếu mà nó ngược hướng thì như này, đây là cùng hướng, cùng hướng. Em hiểu nào? Có thể cùng hướng hoặc là cũng có thể ngược hướng. Xin lỗi em, do có điện thoại Nokia của thầy ha. Thầy nói lại là cùng phương ấy thì nó có thể khả năng xảy ra hai tình huống, đó chính là cùng hướng hoặc là ngược hướng. Đây, cùng hướng này, cùng hướng này hoặc là như này, lên hết mà xuống hết là cùng hướng. Còn một anh lên một anh xuống thì anh là ngược hướng. Cái này nó nói thì người ta hình dung là dễ, mà người ta gọi là trình độ 12 rồi chứ không phải mấy đứa trình độ lớp 6. Nói là người ta sẽ hiểu, tại vì những cái phần này chúng ta đã được học rồi, đó là kiến thức cũ, không? Ví dụ độ dài vector AB, ví dụ độ dài vector AB thì đây, độ dài thì chúng ta sẽ bỏ vào trong giá trị tuyệt đối của nó. Các công thức, các phép toán của thằng không gian thì gần như giống y xì của cái thằng của thằng mặt phẳng trong hình học phẳng của chúng ta ấy. Hay là ví dụ tích vô hướng của hai vector, dù vector A nhân vector B thì chúng ta sẽ lấy độ dài vector A nhân độ dài vector B và nhân cho góc cốt của góc xen giữa của vector A vector B. Cái này chúng ta đọc là góc của vector A và vector B. Cái này đọc là góc. Hai cái ngoặc này. Các em hiểu nào? Đó. Ok chưa? Hiểu nào? Nên là chúng ta phải mất ở đâu, mất góc ở đâu thì chúng ta lấy ở đó. Thầy chỉ giới thiệu sơ qua một xíu thôi. Còn ví dụ này, thầy nói chỗ đây nó khá là quan trọng này. Ví dụ như là quy tắc 3 điểm, quy tắc 3 điểm này nha, quy tắc 3 điểm
Thì ví dụ bây giờ người ta gọi là điểm chèn ấy. Ví dụ bây giờ AC đi, bây giờ vector AC, bây giờ thầy muốn chèn cái điểm B này vô đây. Vector AC chúng ta viết theo kiểu là tổng này ha, viết theo kiểu là tổng thì chúng ta sẽ có là AB, vector bằng vector AB cộng cho vector BC. Các em hiểu không? Hiểu không ta? Hay là quy tắc hình bình hành, quy tắc hình bình hành ha, quy tắc hình bình hành. Ví dụ chúng ta có cái hình bình hành này A, B, C, D đi ha. Thì ở đây chúng ta có này, ta cần nhớ đến quy tắc hình hành. Đây vector DA, vector DC, vector DB. Thì ở đây chúng ta có vector DB. Đây vector DB này sẽ bằng tổng của vector DA cộng cho vector DC. Quy tắc hình bình hành ta nhớ là như vậy. Còn ví dụ như trọng tâm rồi trung điểm vân vân thì chúng ta cũng phải nhớ là quy tắc và hiệu ha, chèn các kiểu. Vector đối, ví dụ vector AB thì vector đối của nó sẽ là âm ha, chúng ta quay ngược cái âm đi lại phải thêm dấu trừ này, âm vector BA. Đã hiểu như vậy. AB thì quay ngược trở lại thì phải thêm dấu trừ này, và hai này vector đối cộng nhau thì chắc chắn sẽ bằng không nha. Rồi thì thầy nhắc lại một xíu thôi, còn trong quá trình mà học á thì nó liên quan tới đâu thì thầy sẽ nói tới đó, được chưa? Rồi ta đi sang ở bài số 1, đó chính là vector và các phép toán vector trong không gian. Ở đây người ta nói là các mũi tên chỉ đường trong khu tham quan vườn thú gợi nên hình ảnh các vector trong không gian. Nhớ là trong chương trình lớp 10 á, chúng ta học đó chính là vector ở trong cái phần hình học phẳng, gọi là trong mặt phẳng á. Còn cái này là trong không gian. Các em hiểu nào? Các cái mũi tên này. Vector trong không gian là gì? Các phép toán về vector trong không gian được thực hiện như thế nào? Thì vector trong không gian đó chính là một đoạn thẳng, nhớ là phải có hướng, cũng có điểm đầu và cũng có điểm cuối. Và các phép toán về vector trong không gian á, thì sau khi học cái bài này chúng ta sẽ biết được nó giống như cái trong cái phần hình học phẳng đâu em, đó chính là tổng và hiệu của hai vector trong không gian này, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, và nó có thêm một cái quy tắc nữa mà chúng ta sẽ được học ở trong không gian, đó chính là quy tắc hình hộp, quy tắc hình hộp nha, quy tắc hiệu, rồi tích của một số với một vector, rồi tích vô hướng hai vector. Thì trong cái bài này chúng ta sẽ được học theo trình tự kem nha. Đây thầy cũng có soạn ra sẵn những cái phần mà chúng ta sẽ được học. Chỗ thầy nó đang mưa rào em, mưa một xíu rào rào, nhưng mà chắc là lẽ thầy nói to hơn một xíu nữa là người ta sẽ nghe và người ta sẽ hiểu nha. Đang nghe đó, sau khi mà người ta học bài này người ta sẽ nắm được những cái phần này này, nó giống như cái chương trình của vector lớp 10 thôi, không có gì khó đâu, được chưa? Đây tiếp tục quy tắc hình hộp, nó sẽ có cái hình em, nó sẽ có cái hình hộp, rồi thầy sẽ chỉ các vector, rồi các em hiểu thôi. Quy tắc hiệu, hiệu thì nếu mà tổng ấy thì người ta lấy trước sau, còn hiệu thì người ta lấy sau trước này ha, sau trước này BA. Ok rồi, chúng ta sẽ đi sang ở phần 1, đó chính là khái niệm vector trong không gian nha. Giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái hoạt động 1 em. Trong mặt phẳng, nhớ trong mặt phẳng thì chúng ta phải nhớ lại chương trình lớp 10 nha. Hãy nêu khái niệm về này. Vector. Vector là gì? Vector là một đoạn thẳng có hướng. Cái này biết rồi đúng không? Giá. Giá của vector là gì? Giá của vector đó chính là một cái đường thẳng đi qua cái điểm đầu và điểm cuối. Ha. Thực sự là cái này nó quá dễ em. Ví dụ chúng ta hiểu vector AB ra, chúng ta sẽ hình dung và nói được hết. Vector là một đoạn thẳng có hướng. Giá của vector thì là một đường thẳng nó đi qua điểm đầu và điểm cuối. Được chưa? Độ dài của vector, độ dài vector là khoảng cách, khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối. Hai vector cùng phương, thầy nói rồi. Hai vector cùng phương nếu chúng có giá song song hoặc là trùng nhau. Hai vector cùng hướng. Cùng hướng thì nó có thể cùng, khi mà nó cùng phương rồi thì có thể cùng hướng hoặc là ngược hướng. Được nè. Đó. Còn ở đây là vector không. Vector không là vector có điểm đầu và điểm cuối như nào? Trùng nhau. Ký hiệu ở đây là vector không.
hai vectơ bằng nhau, hai vectơ đối nhau, hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài. Ví dụ vectơ AB và vectơ CD, ví dụ như thế này, nó phải cùng hướng và cùng độ dài thì hai vectơ này nó sẽ bằng nhau, được chưa? Đấy. Hai vectơ đối nhau, hai vectơ có cùng độ dài nhưng mà ngược hướng, ví dụ vectơ ở đây CD như này thì bằng nhau, nhưng mà ở đây hai vectơ đối nhau thì là nó sẽ là DC, như này gọi là đối nhau, được chưa? Xong. Đây, thầy phần này phần lý thuyết nên thầy sẽ soạn và in sẵn cho các em này. Các em muốn ghi chép gì đó thì người ta ghi chép vô, để mà giáo viên có hỏi thì người ta sẽ trả lời nha. Rồi, tiếp tục. Như vậy thì ở đây người ta nói là tương tự như trong mặt phẳng, ta có khái niệm vectơ trong không gian. Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Phần này nó y như trong mặt phẳng thôi, chả gì khác cả. Chúng ta thì ghi chép vào để chúng ta học nha. Tiếp tục, ta đi sang phần chú ý này. Cho đoạn thẳng AB trong không gian, nếu ta chọn điểm đầu là A, điểm cuối là B thì ta có một vectơ ký hiệu là vectơ AB. Cái này biết hết rồi các em ha. Cái này chúng ta cũng ghi vô đại học thôi, nhưng mà thực chất cái này lớp 10 vào nãy thầy đã nhắc lại cho em rồi. Các khái niệm này rồi, tương tự như trong mặt phẳng. Ok, rất là dễ luôn. Ta đi sang vào ví dụ 1. Cho hình hộp ABCD, A'B'C'D' hãy chỉ ra 3 vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp, sao cho một vectơ đó bằng vectơ AD. Vectơ AD đâu? Đâu? Đây, vectơ AD đây. Thì để mà bằng thì chúng ta thấy này, có vectơ A'D' này, vectơ B'C' này, vectơ BC. Tại vì ví dụ như tại sao vectơ AD lại bằng vectơ BC? Vâng, tại vì cái hình ABCD ở đây chúng ta nhớ là đây là hình hộp, thì các cái anh này đó chính là gì? Các cái hình gì các em? Đó. Theo tính chất hình hộp mà đây chính là các hình bình hạnh, thì các cặp cạnh đối của nó sẽ song song và bằng nhau. Các em hiểu không? Có độ dài bằng nhau và cùng hướng này, nên hai này sẽ bằng nhau. Nhớ, hai cái tơ để bằng nhau thì thứ nhất là nó có cùng độ dài, thứ hai là nó phải cùng hướng. Nhớ chưa? Ừ. Còn vectơ đối là vectơ đối của vectơ AD. Ở đây AD thì vectơ đối của nó sẽ là gì? CB, C'B và D'A. Vậy thôi, cũng dễ lắm em. Nhìn chỗ hình đây thì thầy nói với em là rồi, ok. Bây giờ thầy sẽ làm cái thằng này, và chúng ta sẽ lấy cái hình này để chúng ta làm nha. Cho hình hộp này hãy chỉ ra 3 vectơ là điểm đầu, điểm cuối, các đỉnh của hình hợp, sao cho vectơ đó bằng vectơ A'. Đó rồi, A'. Nhớ ký hiệu cho đúng. Đây, anh đi lơ này. Thì chúng ta sẽ có là B'. này, C'. này, và D'. Thì ba vectơ đó ở đây chúng ta sẽ lập luận và chúng ta sẽ chỉ ra được nó phải là gì các em? B'. Rồi như đó, C'. Rồi như đó, D'. Được chưa? Tiếp tục là vectơ đối của vectơ A'. Thì nó sẽ ngược lại. Hồi nãy là bằng thì bây giờ ở đây là nó sẽ là B'B. Đấy, quay ngược chiều xuống này nó sẽ là C'C. Và nó sẽ là D'D. Có hiểu không? Hiểu chưa? Như vậy thì nó sẽ là B'B này, rồi C'C này, rồi D'D. Xong. Có ở đâu khó? Nghĩa là chúng ta lấy cái câu trả lời đây này, chúng ta để mà chúng ta trình bày y xì nhé, không khác chút nào. Nhưng chúng ta chỉ được thế thôi. Ta thế ở đây là nó bằng là A'. Còn thằng này là vectơ đối vectơ A'. Và các cái câu từ của nó là người ta lấy y xì như vậy.
không khác một chút nào cả. Thì đây nha, được chưa? Rồi, ta sẽ đi sang phần tiếp theo em nhé. Ta sang phần chú ý nha. Ta sang phần chú ý. Cho điểm O và vector A khi đó tồn tại duy nhất một điểm M trong không gian sao cho vector O M bằng vector A. Đây. Để xác định điểm M ta làm như sau. Thì phần này chúng ta đọc lại nha. Đó. Ta phải ghi lại phần chú ý này vô trong vở và vẽ lại cái hình này vô. Cái bộ kết nối tri thức người ta viết kỹ lắm em. Bộ kết nối á, người ta viết cực kỳ kỹ luôn. Và người ta tách riêng ra các phần và viết thì thấy là hoạt động luyện tập vận dụng và các hoạt động của nó rất là nhiều. Nhưng mà bù lại thì chúng ta khi chúng ta học cái bộ kết nối á, thì có vẻ hiểu rất là sâu về vector á. Nó liên kết giữa kiến thức cũ và kiến thức thức mới rất là nhiều nha. Chúng ta có thể tham khảo vào bộ kết nối thêm, được chưa? Ta sẽ đi sang ở trang 58. Chúng ta sẽ đi sang phần 2, đó chính là các phép toán vector trong không gian. Một, đó chính là tổng và hiệu của hai vector trong không gian. Tổng và hiệu của hai vector trong mặt phẳng chúng ta học và chúng ta đã biết, thầy hay sử dụng cái từ gọi là chèn. Nếu mà tổng ấy thì chúng ta sẽ lấy trước sau, còn nếu hiệu nó sẽ là sau trước. Nhớ lại câu thần chú rồi. Tổng thì nó sẽ là trước, chúng ta phải viết cái điểm tổng thì chúng ta phải viết là trước sau, nghĩa là đằng trước sau. Ví dụ tổng, tổng ví dụ như ở đây là gì, AB cộng cho BC đi, thì các em thấy cái điểm B nằm giữa này, thì cái thằng này là trước và thằng này là sau, chúng ta sẽ lấy trước sau, thì khi đó nó sẽ bằng ở đây là vector AC. Chúng ta hiểu như vậy, các em hiểu không nào? Đó chính là tổng. Còn hiệu thì nó sẽ là sau trước, nhớ sau trước, sau trước, nhớ như vậy nha. Thì xem thử nó giống như cái hình học phẳng hay không. Thì giờ này chúng ta sẽ đi sang phần hoạt động 2 này. Trong không gian cho hai vector AB lấy một điểm A tùy ý. Vector AB bằng vector A, vector BC bằng vector B. Thì ở đây người ta đã bị hình rồi. Tổng hai vector AB, A và B bằng vector nào trong hình 4? Đó chính là bằng gì? Đó chính là bằng vector AC này. Giống như trên đây thầy đã làm cho em này. Nghĩa là vector AB cộng cho vector BC, đúng không? Thì chính là bằng vector gì? Vector AC. Hay nói cách khác là vector A cộng vector B thì chính là bằng vector AC ở đây. Các em thấy không? Giống như ví dụ như ở đây là chúng ta có vector B AC đây, chúng ta muốn chèn. Chèn chúng ta viết dưới dạng tổng đúng không? Chèn B vô đây. Thì dưới dạng tổng thì chúng ta sẽ lấy AB rồi chúng ta lấy BC. Đó, cái này chúng ta rất là hay áp dụng này. À, chiều thuận cũng như là chiều nghịch từ đây chúng ta viết ra đây, còn từ đây chúng ta sẽ viết ra đây, chiều thuận và chiều nghịch, nhớ thành như vậy. Có hiểu chưa? Đây chính là phần tổng á, đơn giản này thôi. Đây, ta trình bày cách vẽ của vector AB, nó sẽ giống như vector A, nó bằng vector A này. Tương tự người ta sẽ trình bày giống như vector của BC ở đây, được chưa? Và cái tổng của vector AB cộng cho vector BC thì đó chính là ra được vector AC nha. Đây, vector AC chúng ta có thể từ A tới C chúng ta vẽ tới. Rồi, ta sẽ đi sang phần tiếp theo em nha. Ta sang phần tiếp theo. Ở đây chúng ta sẽ có phần này. Trong không gian cho vector này. Rồi, cái này chúng ta đã biết rồi chứ không phải là chưa biết. Thầy nhắc lại cái này người ta học lớp 10. Và thầy đã nhắc đi nhắc lại và nhấn mạnh phần này rất là nhiều. Tại phần này rất quan trọng khi người ta làm các bài về vector nha. Chú ý, phép lấy tổng rồi phép cộng rồi, y xì như vậy, được chưa?
Đây, có thể áp dụng quy tắc 3 điểm này. Thầy hay nhắc quy tắc 3 điểm thôi, hoặc là quy tắc hình bình hành. Giống như vector trong mặt phẳng, quy tắc 3 điểm và quy tắc hình bình hành thầy cũng đã nhắc ở đầu clip rồi đúng chưa? Đối với vector không gian này quy tắc 3 điểm cũng có này. Đó. Thấy không? B nằm giữa thấy chưa? Quy tắc hình bình hành. AB cộng AD thì bằng AC, nhớ cái đường chéo hình bình hành đó. Ta sẽ ghi thầy còn này vô để chúng ta làm. Được chưa nào? Ta sang ví dụ 2. Cho tuyến đường ABCD chứng minh rằng thằng này lại bằng thằng này. Thì này chúng ta áp dụng quy tắc 3 điểm là ra. Có đúng không nào? Ở đây chúng ta sẽ chèn điểm D vô đây nè. Chèn D vô đây. Các em hiểu không? Chèn D vô đây thì chúng ta thấy này, vector AB thì chèn D vô trở thành là vector AD. Đấy, AD rồi DB cộng cho vector DB cộng cho vector C, CD. Chúng ta hiểu không nhỉ? Hiểu. Đúng không? Khi đó chúng ta phải thông minh chút là chúng ta nhóm hàng này lại. Nhưng mà trong quá trình nhóm ấy thì AD ở đây chúng ta viết ở đây, chúng ta đừng viết thằng này trước, chúng ta sẽ không thấy, mà chúng ta sẽ viết CD trước cộng cho DB. Nhưng mà các em thấy D lại nằm chính giữa này, D lại nằm chính giữa thì chúng ta lấy trước sau CB này. Như vậy đây là ra được vector AD cộng cho vector C, CB là bằng đúng cái này chưa? Chúng ta chỉ việc chèn và thông minh một chút để sắp xếp lại là chúng ta sẽ thấy được áp dụng quy tắc 3 điểm là ra một lần nữa. Ở đây là cái chiều gì? Gọi là chiều thuận, còn cái thằng này gọi là chiều nghịch nha. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta sẽ hình vẽ đây. Luyện tập 2 cho tứ diện chứng minh năng này. Ở đây các em thấy có AB không? AB thì chứng tỏ ở đây chúng ta còn phải chèn điểm B vô chỗ đây này. Ngay chỗ đây thầy sẽ chèn điểm B vô đây, vô giữa này. Thì thầy sẽ viết trở thành là vector, chèn điểm B vô trở thành vector AB cộng cho vector BC cộng cho vector DB. Đó, bây giờ hiểu chưa? Vector AB có rồi, cứ để đó. Bây giờ thầy sẽ nhóm hai này một nhóm. Trong quá trình nhóm chúng ta phải quay ngược, chúng ta đừng viết thằng này trước mà chúng ta phải viết thằng này trước. Cộng ở đây mở ngoặc ra, chúng ta viết DB trước cộng với lại BC. Như vậy vector AB cộng DB cộng BC thì chúng ta sẽ có gì? Có điểm gì chính giữa? Điểm B chính giữa thì bây giờ nó còn lại điểm đầu và điểm cuối, đó chính là vector DC, là bằng đúng cái thằng này. Vậy đó. Hiểu chưa? Có ở đâu mà phải sợ phần vector đâu nghe. Chả sợ gì cả. Tại vì chúng ta được học ở chương trình lớp 10 rồi, nó là một thuận lợi để chúng ta có thể học tốt ở chương trình lớp 12 phần vector trong không gian nha. Anh em. Rất là dễ luôn. Ta thấy rõ. Hình vẽ. Rồi. Nằm gọn trong màn hình thì chắc chắn ta sẽ thấy rõ đúng không? Như vậy thì clip hôm nay tới đây kết thúc nha. Trong bắt đầu từ hoạt động 3 trở đi thì thầy sẽ quay cho em trong clip sau nha. Chúc em học tốt, bye bye. Về phần tổng của hai vector trong không gian thì cơ bản ta đã nắm rồi, đúng chưa? Chiều thuận và chiều nghịch. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chà.